Hồ Tây lộng gió. 3, 2, 1. Hôm nay Tuyền sẽ đưa anh chị và các bạn đi tham quan một vòng Hồ Tây nhé. Hồ Tây có từ thời Hùng Vương, theo sách Tây Hồ Chí. Thời điểm đó, nơi đây là một bến giáp sông Hồng thuộc động Lâm Ấp nên người ta đặt tên là bến Lâm Ấp. Dưới thời Hai Bà Trưng, xung quanh có rất nhiều người sinh sống và họ thường sống bằng nghề ăn bắt thú rừng, các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá và trồng trọt. Hồ được bao bọc bởi rừng thực vật với những loại cây chủ yếu như tre ngà, bàng, gỗ tầm. Ngoài ra nơi đây còn là nơi chứa đựng các loại động vật, có cả những loại thú quý hiếm. Hiện nay vẫn có hệ sinh thái phong phú với các loại thực vật như sen, tảo hay động vật thì còn là nguồn khai thác ốc dồi dào. Về địa lý, đây là hồ ngoại sinh dạng lòng chảo. Nó đã được ngành địa chất và lịch sử của nước ta chứng minh là một phần của sông Hồng. Dưới thời nhà Lý và Trần thì nơi đây là một thắng cảnh, nó đã được tìm thấy và khai thác. Nhân dân dưới thời đó đã biến nơi đây thành nơi khai hoang, lập ấp và nuôi tầm dệt lụa. Các tên gọi khác qua từng thời đại, qua từng cách nhìn và tư duy khác nhau. Hồ đã trải qua hàng trăm năm lịch sử, chính vì thế nó cũng được gọi với nhiều cái tên khác nhau qua từng thời kỳ. Đầm Xác Cáo, đây được xem là cái tên đầu tiên của Hồ Tây, được nhắc đến trong Linh Nam Trích Quái do Vũ Quỳnh và Kiều Phú biên soạn vào khoảng năm 1942. Cái tên Đầm Xác Cáo được gắn liền với sự tích Long Quân cho người bắt và nuốt ăn con cáo chín đuôi sống tại đây. Con cáo này tác oai tác quái, lúc là người, lúc là quỷ, làm hại nhân dân xung quanh. Sau khi dâng nước lên công phá thì nơi này trở thành một vũng sâu và được gọi với cái tên như vậy. Hồ Kim Ngưu, cái tên này được gắn liền với sự tích Châu Vàng từ phương Bắc bay về phương Nam để tìm mẹ. Theo truyền thuyết, thiền sư Minh Không đã đúc một chiếc chuông đồng, sau khi chuông đúc xong thì đánh một hồi để báo hiệu cho người dân biết đất nước đang thái bình. Đúng lúc đó, Châu Vàng bên tàu nghe tưởng tiếng mẹ, vội đứng dậy và chạy về hướng tiếng chuông, đến nơi tìm hoài không thấy. Nó đã quẩn quanh nơi đây, nhảy lên và nằm xuống, biến nơi đây thành một đầm lầy chứa đầy nước. Từ đó, người ta gọi nơi đó là Hồ Kim Ngưu. Tây Hồ, trước cái tên Tây Hồ là tên Dâm Đàm, tuy nhiên đây là tên húy của vua Lê Thế Tông. Chính vì thế, để tránh trùng với tên húy của vua, người ta đổi thành tên Tây Hồ. Trước là vậy, sau là để sánh cùng với phương Bắc, bởi vào thời điểm đó, phương Bắc cũng có một Tây Hồ cực kỳ nổi tiếng ở Hàng Châu. Ngoài những cái tên kể trên thì Hồ Tây còn được gọi với những cái tên khác như Dâm Đàm, Đoài Hồ, Lãng Bạc. Vừa rồi thì Tuyền cũng đã đưa anh chị và các bạn bay một vòng Hồ Tây rồi, giờ chúng ta sẽ xuống đất nhé. Hiện tại em Tuyền đang có một căn nhà muốn bán nằm tại phố Trích Xài, Tây Hồ, hướng view Hồ Tây luôn. Khu vực này mát mẻ, hè rộng, đường thông thoáng, kinh doanh buôn bán rất sầm uất. Tổng diện tích căn nhà này là 58m², mặt tiền rộng 3,2m. Số tầng là 7 tầng, có thang máy nhé. Anh chị nào muốn đầu tư để giữ tiền và lấy dòng tiền thì liên hệ với em Tuyền qua số điện thoại 0988 914 443. Và anh chị nhớ follow kênh của em để biết thêm nhiều thông tin hơn về nhà phố Hà Nội nhé.